Chuyên mục Quốc phòng Điện Biên kính chào quý vị và các đồng chí. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các đồng chí theo dõi một số hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh trong tuần qua và phần cuối là phóng sự những ngày đầu trong quân ngũ của chiến sĩ mới. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các đồng chí, mới đây Đảng ủy Quân sự tỉnh Điện Biên tổ chức hội nghị học tập quán triệt triển khai các quy luận, quy định của hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và nghị quyết của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. 100% cán bộ đảng viên khối cơ quan bộ chỉ huy và các đơn vị trực thuộc tham gia học tập. Tại hội nghị, các đồng chí đảng viên đã được nghe đồng chí Đại tá Lê Tiến Dũng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản trong kết luận số 21 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Quy định số 37 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về những điều đảng viên không được làm. Hội nghị còn được tiếp thu nội dung cơ bản của nghị quyết 847 về phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Nội dung cơ bản về truyền thống tốt đẹp của Quân đội Nhân dân Việt Nam qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Trong đó, báo cáo viên đã đi sâu vào phân tích những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm của một số cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, phân tích làm rõ những đặc trưng cơ bản của bộ đội Cụ Hồ, biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, liên hệ sát thực tiễn, định hướng nhận thức, hành động cho cán bộ đảng viên, quần chúng ở cơ quan đơn vị. Sau hội nghị, Đảng ủy Quân sự tỉnh yêu cầu cấp ủy chỉ huy phát huy tính chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan đơn vị tiếp tục học tập, quán triệt, triển khai đến tất cả đảng viên, tiếp tục tự nghiên cứu, tìm hiểu thêm để nâng cao nhận thức, hiểu sâu hơn về tính chất, tầm quan trọng của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị cũng như từng cơ quan đơn vị hiện nay. Mới đây, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức rút kinh nghiệm công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật quý 1 năm 2022 trong cơ quan và khối các đơn vị trực thuộc Ban Chỉ huy Quân sự 10 huyện, thị xã, thành phố. Quý 1 năm 2022, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị đã quán triệt nghiêm túc kết luận số 60 của Quân ủy Trung ương về tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết 765 về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo, mệnh lệnh huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của Tư lệnh Quân khu 2, xây dựng kế hoạch, giáo án, nội dung tiến trình biểu, đảm bảo thao trường bãi tập, vật chất huấn luyện, tổ chức thực hiện tốt công tác giao nhận quân và huấn luyện chiến sĩ mới. Làm tốt công tác huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu tại 16 điểm, quân số tham gia trên 800 đồng chí, được quân khu đánh giá cao. Duy trì tốt công tác xây dựng chính quy, quản lý rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, an toàn khi tham gia giao thông và thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch COVID-19. Đơn vị đã nghiêm túc đánh giá những mặt còn hạn chế, cần khắc phục trong thời gian tiếp theo và đề ra 6 nhiệm vụ huấn luyện trong thời gian tới. Thưa quý vị và các đồng chí, vừa qua, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác đảng, công tác chính trị quý 1 năm 2022. Quý 1 năm 2022, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị của lực lượng vũ trang tỉnh đã quán triệt sâu sắc nghị quyết của Đảng, thực hiện nghiêm chỉ thị hướng dẫn công tác đảng, công tác chính trị, bám sát cơ sở, triển khai linh hoạt, toàn diện, hoàn thành tốt chương trình kế hoạch đề ra, đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị về sẵn sàng chiến đấu và tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần, mệnh lệnh huấn luyện sẵn sàng chiến đấu năm 2022 của Tư lệnh Quân khu, các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Khối cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự và các đơn vị đã quán triệt triển khai kết luận quy định của Trung ương về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, nghị quyết của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Khẳng định kết quả đạt được, tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn làm rõ một số hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, đồng thời nhấn mạnh một số giải pháp hiệu quả tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong thời gian tới. Đó là cấp ủy chỉ huy các đơn vị cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục cho bộ đội nhận thức rõ tình hình, nhiệm vụ, kiên quyết đấu tranh, phê phán, ngăn chặn, đẩy lùi những hành vi sai trái, tiêu cực, làm ảnh hưởng đến phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, không để kẻ xấu và các thế lực thù địch, phản động, lợi dụng, kích động, xuyên tạc, hạ thấp uy tín của quân đội và lực lượng vũ trang, tập trung chỉ đạo đợt sinh hoạt chính trị tự soi, tự sửa
về xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh, an toàn mọi hoạt động của lực lượng vũ trang, tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận, chính sách, hoạt động của các tổ chức quần chúng, đồng thời đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ. Trọng tâm là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hội thi, hội thao, chuẩn bị diễn tập ở các cấp, công tác phòng chống dịch COVID-19. Tại Trung đoàn 741, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên tổ chức khai mạc lớp đào tạo sĩ quan dự bị năm 2022 cho gần 20 đồng chí thuộc các đơn vị dự bị động viên trong toàn tỉnh. Học viên là hạ sĩ quan dự bị hạng 1 đã qua đào tạo, tập huấn tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng, có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ văn hóa 12/12 và tốt nghiệp lớp 9 trở lên đối với những đồng chí là người dân tộc thiểu số. Thời gian bổ túc 1 tháng, học viên sĩ quan dự bị được trang bị những nội dung cơ bản về lý luận chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, pháp luật của nhà nước về quốc phòng an ninh, nội dung quốc phòng quân sự địa phương, chiến thuật cá nhân đến cấp tổ trong đội hình tác chiến, xây dựng kế hoạch tổ chức huấn luyện lực lượng dự bị động viên cơ sở, một số kiến thức quân sự, hậu cần, kỹ thuật và nội dung bổ trợ tại địa phương. Nằm trong hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, hướng tới kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ, đội điện ảnh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức buổi chiếu phim màn hình rộng phục vụ cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn bộ binh 1, trung đoàn 741. Thời gian qua, công tác chiếu phim màn ảnh rộng được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức nhiều đợt phim phục vụ quân và dân trong tỉnh như đợt phim kỷ niệm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, dịp thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, truyền thống lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh, ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và dịp kỷ niệm ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Các bộ phim được trình chiếu có ý nghĩa lịch sử sâu sắc, phản ánh cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc đấu tranh anh dũng của quân và dân ta qua các cuộc kháng chiến, phản ánh về đề tài chiến tranh, về chiến thắng Điện Biên Phủ, giải phóng dân tộc, ca ngợi tình đoàn kết Việt Nam-Lào anh em, có sức lôi cuốn, thu hút đối với người xem và tạo cho cán bộ chiến sĩ, nhất là những chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2022, có tinh thần lạc quan, biết vượt qua khó khăn thử thách, phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị và các đồng chí, vừa qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mường Trà tổ chức huấn luyện điểm lực lượng dân quân tự vệ năm 2022. Theo quyết định số 123 ngày 7 tháng 3 năm 2022 của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, nhằm rút kinh nghiệm kịp thời những mặt hạn chế, làm cơ sở cho việc nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ trong toàn tỉnh. Động tác đứng lại, thời cơ hô dự và đồng lệnh, đến tích động tác, bước 3 làm tổng hợp. Đối với các đồng chí, các nội dung được đơn vị lựa chọn huấn luyện điểm năm nay đó là tập trung vào điều lệnh đội ngũ từng người không có súng đối với dân quân tự vệ năm thứ nhất, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK bài 1 ở cả 3 tư thế, ném lựu đạn xa trung hướng, các tư thế, động tác vận động cơ bản trong chiến đấu đối với chiến sĩ dân quân tự vệ năm thứ hai trở đi. Yêu cầu trong huấn luyện, một nội dung phải đạt được 3 yếu tố đó là phương pháp tổ chức huấn luyện, một đề mục đối với cán bộ huấn luyện, phương pháp duy trì luyện tập của trung đội trưởng, tiểu đội trưởng, cũng như phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả hoàn thành ở 4 nội dung. Đây là yếu tố cơ bản giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác huấn luyện đối với lực lượng dân quân tự vệ ở cơ sở. Để đảm bảo cái quá trình huấn luyện, để các chiến sĩ thuần thục động tác dễ hiểu đầu tiên, đối với tôi thì thực hiện thuộc luyện giáo án và động tác thuần thục, sau đó kết hợp giảng dạy cho các đồng chí chiến sĩ dân quân vừa nói vừa làm động tác theo các phương pháp. Bước 1 là làm chậm, bước phân tích từng cử động động tác, có chỗ nào thì các đồng chí chiến sĩ dân quân chưa hiểu thì phổ biến thống nhất lại các nội dung cử động động tác để các đồng chí nắm bắt được, để thực hiện được tốt cái quá trình huấn luyện điều lệnh. Nói chung và của các huyện thị nói riêng thì đây là một hoạt động rất là thiết thực đối với lực lượng giáo viên, thì là nhằm củng cố và hệ thống lại kiến thức của các đồng chí. Còn đối với các đồng chí là chỉ huy trưởng, chỉ huy phó của các xã, thị trấn thì đây là một nội dung hoạt động thiết thực
nhằng để cho các chí hệ thống lại cái tổ chức phương pháp huấn luyện, bảo đảm cho các chí về các xã thị trấn tổ chức huấn luyện dân quân các năm đã bảo đảm chất lượng và hiệu quả cao hơn. Một trong những nội dung cơ bản để thống nhất cho các đơn vị trong toàn tỉnh về mặt phương pháp, cách thức chuẩn bị huấn luyện, thực hành huấn luyện một bài cụ thể và thống nhất các loại kế hoạch, cách thức xây dựng tiến trình biểu, vận dụng linh hoạt trong công tác xây dựng, tổ chức huấn luyện cho các đối tượng, vận dụng linh hoạt trong quá trình phối hợp để bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đặc biệt là ở các địa bàn các xã vùng cao biên giới. Tiến hành tổ chức thành lập ban tổ chức, rồi là chỉ đạo thành lập khung huấn luyện tổ giáo viên, phân công công tác chuẩn bị cho các đồng chí cán bộ, rồi triệu tập các đồng chí cán bộ ở cấp xã, huy động dân quân về để tổ chức huấn luyện theo cái chương trình kế hoạch. Cái thứ hai là trên cơ sở cái thao trường bãi tập của đơn vị thì cũng đã làm tốt cái công tác chuẩn bị cho mô hình học cụ theo hướng dẫn của phòng tham mưu bộ chỉ huy sự tỉnh. Cái thứ ba là tiến hành rà soát, bổ sung, củng cố hệ thống văn kiện theo cái yêu cầu của bộ chỉ huy để bảo đảm làm tốt cái công tác chuẩn bị phục vụ cho các đơn vị về tham quan và tổ chức huấn luyện năm 2020. Mặc dù thời tiết không thuận, nhưng đơn vị đã chủ động tích cực làm tốt công tác chuẩn bị, lựa chọn bồi dưỡng giáo viên, đội mẫu, củng cố mô hình vật chất, thao trường bãi tập, huy động quân số tham gia luyện tập, huấn luyện. Do đó, đạt được mục đích yêu cầu của ban chỉ đạo đề ra. Thông qua huấn luyện điểm dân quân tự vệ lần này, đơn vị sẽ tiếp tục làm tham mưu cho cấp ủy chính quyền, lãnh đạo chỉ đạo các cấp các ngành, tăng cường tuyên truyền luật dân quân tự vệ bằng nhiều hình thức, đồng bộ hơn, sâu rộng hơn, để lực lượng dân quân tự vệ thực sự trở thành lực lượng nòng cốt trong tham gia giữ gìn an ninh trật tự và phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở địa phương. Chăn màn được gấp vuông vắn, nhưng động tác điều lệnh khá thuần thục hay các yếu lĩnh trong tập bắn súng vững chắc. Là kết quả huấn luyện trong hơn một tháng của chiến sĩ mới tiểu đoàn bộ binh 1 trung đoàn 741 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên. Có được kết quả đó, cán bộ chiến sĩ trong đơn vị đã quyết liệt triển khai nhiều biện pháp cụ thể với quyết tâm huấn luyện vững chắc ngay từ những ngày đầu. Năm 2022, tiểu đoàn bộ binh 1 trung đoàn 741 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh được giao nhiệm vụ tiếp nhận huấn luyện 250 tân binh. Những ngày đầu tiếp xúc trong môi trường quân đội còn nhiều bỡ ngỡ, môi trường một cuộc sống hoàn toàn mới lạ. Song với sự đón nhận chân tình, chu đáo, đầy trách nhiệm của đội ngũ cán bộ khung huấn luyện chiến sĩ mới, những rụt rè bỡ ngỡ ấy của các tân binh được xóa dần. Với các hoạt động tiếp cận cơ bản nhất trong một tháng đầu nhập ngũ, đã kịp giúp cho những chàng trai tuổi 18, đôi 10 nắm vững các nội dung huấn luyện. Tiểu đoàn bộ binh 1 xác định huấn luyện chiến sĩ mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị, đã tổ chức phát động phong trào thi đua, các phân đội đã cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu thi đua sát với đặc điểm tình hình, tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả thiết thực. Bên cạnh các nội dung huấn luyện điều lệnh, chiến thuật, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, thể lực, hậu cần, kỹ thuật thì công tác giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật được đơn vị đặc biệt chú trọng. Các bài giảng được đổi mới sát với nội dung thực tiễn, sử dụng trình chiếu, hoạt động bổ trợ xem phim tư liệu để truyền tải những nội dung một cách tốt nhất đến người học. Bằng sự tận tâm cố gắng thì chúng tôi sẽ cố gắng truyền tải đến cán bộ chiến sĩ những cái kiến thức mà làm sao để cho từ những người nhận thức chưa tốt cho đến những người nhận thức tốt nắm được các cái nội dung giáo dục chính trị. Và bằng một cái phương pháp đó là ngoài việc giảng dạy trên lớp thì chúng tôi kết hợp các cái hoạt động giáo dục chính trị trực quan sinh động như là đi tham quan các cái di tích lịch sử cho bộ đội xem phim truyền thống, đặc biệt là phim truyền thống của quân đội, phim truyền thống của lực lượng vũ trang quân khu 2, lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên, trung đoàn 741, tổ chức các cái sự kiện như diễn đàn thanh niên, tọa đàm, gặp mặt, gặp gỡ truyền thống là một cái dịp giáo dục cũng như là bồi dưỡng cho các đồng chí cán bộ chiến sĩ trong toàn trung đoàn nói chung và các đồng chí chiến sĩ nhập ngũ năm 2022 nói riêng hiểu được thêm cái tình yêu đối với đơn vị cũng như là xác định rõ ý thức trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ và sẵn sàng nhận nhiệm vụ trong thời gian tới.
Vượt lên những bỡ ngỡ khó khăn ban đầu khi mà nỗi nhớ nhà, nhớ người thân chưa nguôi. Song ở đây các chiến sĩ được gặp gỡ những người bạn mới, được cán bộ đơn vị gặp gỡ, động viên, thăm hỏi về gia đình. Chính tình cảm đồng đội ấy đã xây dựng cho mỗi chiến sĩ quyết tâm và khí thế mới. Lúc đầu tháng em lên đây nhập ngũ, lúc đầu em cũng cảm thấy nhớ nhà. Cũng dần dần rồi, em trong này cũng dần dần rồi, tháng này cũng dần dần không nhớ nhà mấy nữa. Nhưng mà cũng nhớ bố mẹ, anh chị em, nhà. Trong này thì anh, chị Huy, anh em đồng đội trong này, các anh tiểu đội trưởng cũng đối xử tốt với bọn em, cũng hòa đồng với nhau. Em sẽ rèn luyện tốt, hoàn thành sẽ rất tốt nhiệm vụ, sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Khi được khoác lên mình một màu xanh của áo lính thì em rất là tự hào và em sẽ luôn cố gắng để hoàn thiện, thứ nhất là đối với bản thân mình, thứ hai là sẽ cố gắng hoàn thiện một cái trách nhiệm của người chiến sĩ mới ạ, và giúp cho đất nước mình ngày càng phát triển và hùng mạnh hơn ạ. Những ngày cuối tháng 3 trên thao trường huấn luyện, khi thời tiết nắng mưa bất chợt, những buổi tập ngắm bắn súng của các chiến sĩ mới tại Trung đội 5, Đại đội 3, Tiểu đoàn Bộ binh 1 vẫn diễn ra đầy khí thế. Chỉ còn ít ngày nữa là các chiến sĩ sẽ được bắn viên đạn thật đầu tiên. Việc thuần thục các yếu lĩnh động tác khi nằm ngắm bắn, tư thế nằm, tư thế giữ súng hay động tác lấy đường ngắm cơ bản, kết thúc phát bắn chính xác nhất, đòi hỏi các chiến sĩ phải miệt mài luyện tập. Qua một tháng chúng tôi đi vào trong đơn vị học tập và công tác thì lúc đầu thì chúng tôi còn nhiều bỡ ngỡ và nhiều cái chưa biết. Tuy nhiên thì qua một tháng thì chúng tôi đã được huấn luyện nhiều nội dung, từ bắn súng cho đến là huấn luyện chiến thuật. Thì bây giờ thì bản lĩnh, tư tưởng cũng vững vàng và cũng nắm được nhiều nội dung trong quân đội. Không chỉ các nội dung kỹ chiến thuật bị ảnh hưởng, mà thời tiết nắng mưa đan xen gần đây cũng góp thêm phần thách thức các chiến sĩ trên sân tập điều lệnh đội ngũ. Tại đây, từng tổ chiến sĩ đang thay nhau tập chậm từng động tác, rồi nhận xét cho nhau, giọng hô vang lên sang sảng, gọn rõ. Trên gương mặt các chiến sĩ không còn biểu hiện căng thẳng như những ngày đầu nhập ngũ. Những động tác điều lệnh đã trở nên dứt khoát, chuẩn xác hơn rất nhiều. Vượt lên thời tiết là tinh thần luyện tập nghiêm túc, khắc phục khó khăn để từng bước khẳng định mình của những người lính trẻ. Qua một tháng học tập thì nhất là về điều lệnh thì em đã củng cố và học tập chi tiết từng động tác điều lệnh, và các động tác thì em đã được hoàn thiện hơn. Hiện tại thì em cũng được hoàn thiện hơn các động tác và quen dần với môi trường hơn. Tôi là một chiến sĩ mới, mới bước đầu vào trong môi trường của quân đội thì cũng có nhiều cái là bỡ ngỡ và mới mẻ. Sau hơn một tháng trải qua quá trình học tập, huấn luyện và dưới sự dạy bảo và huấn luyện tận tình của các anh cán bộ và các anh trung đội trưởng và các anh tiểu đội trưởng, và với sự cố gắng của bản thân thì em cũng dần quen với cái môi trường của trong quân đội và cũng dần hoàn thiện hơn về cái điều lệnh đội ngũ ở trong quân đội. Trong huấn luyện, với phương pháp từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, các chiến sĩ mới nhập ngũ được đội ngũ cán bộ tiểu đội, trung đội hướng dẫn từ những việc nhỏ nhất. Cán bộ chỉ huy luôn thể hiện rõ trách nhiệm như người anh trong gia đình, thường xuyên gần gũi, vừa động viên, vừa uốn nắn kịp thời, tạo môi trường thân thuộc. Qua đó đã giúp chiến sĩ phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà, tham gia huấn luyện đạt kết quả tốt. Chiến sĩ trong đơn vị thì cơ bản là anh em đồng bào dân tộc thiểu số, nên là quá trình học tập công tác tại đơn vị thì có nhiều đồng chí là vẫn còn rụt rè, ngại va chạm. Tuy nhiên là qua một tháng huấn luyện thì anh em cơ bản là đã nắm được những nội dung kiến thức cơ bản và những động tác điều lệnh đội ngũ cơ bản. Để đạt được những cái nội dung đấy thì quá trình huấn luyện, ngoài việc mà phải sử dụng những cái mệnh lệnh quân sự ra thì cuộc sống hàng ngày thì anh em chúng tôi là đều phải là coi anh em chiến sĩ như những người em của mình, để mà làm sao cho chiến sĩ là hòa nhập vào đơn vị một cách là nhanh chóng, và đồng thời đấy là cũng là một cách giáo dục và để cho chiến sĩ nó nắm được những cái nội dung cơ bản. Nhận thức
rõ vai trò đặc biệt quan trọng của công tác huấn luyện đối với việc nâng cao chất lượng, tổng hợp và cái sức mạnh chiến đấu của tiểu đoàn. Thì ngay từ đầu năm, Đảng ủy chỉ huy tiểu đoàn cũng đã tổ chức học tập và quán triệt sâu sắc cái nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương về việc nâng cao chất lượng huấn luyện trong cái giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. Thì từ đó tổ chức quán triệt cái mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu và hướng dẫn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về thực hiện mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2022 đến toàn thể các đối tượng trong tiểu đoàn. Thì qua đó là kịp thời lãnh đạo chỉ đạo các cái đơn vị là thực hiện tốt cái công tác chuẩn bị và thực hành huấn luyện, là kịp thời là đổi mới cái nội dung cũng như là nâng cao cái chất lượng tập huấn và bồi dưỡng cho cán bộ các cấp, thực hiện tốt cái công tác tham mưu trong quá trình huấn luyện, xây dựng cái hệ thống kế hoạch cũng như là tiến trình biểu là phù hợp với các cái đối tượng huấn luyện, thì chủ yếu là lấy thực hành làm chính để cho chiến sĩ là nắm được các cái nội dung cơ bản để phù hợp với các đối tượng và phù hợp với cái tình hình dịch bệnh hiện nay. Bước vào hành trình 2 năm trong quân ngũ là khoảng thời gian mà các chiến sĩ trẻ của tiểu đoàn bộ binh 1, trung đoàn 741 sẽ xây dựng cho bản thân ý thức, trách nhiệm và sự trưởng thành. Trong những ngày đầu ở đơn vị, mỗi chiến sĩ có cảm nhận riêng, nhưng cùng có điểm chung là niềm vinh dự, tự hào khi trở thành bộ đội Cụ Hồ, quyết tâm đóng góp trí tuệ, sức trẻ cho nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chuyên mục Quốc phòng Điện Biên của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Xin kính chào và hẹn gặp lại.